sáng ngày 26 tháng 5, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải thông tin, nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, ngay sau khi Trung ương ban hành các văn bản này, Ban Thường vụ Thành ủy đã nhanh chóng chỉ đạo phổ biến ngay văn bản đến cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Thành ủy phổ biến, quán triệt, tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp. Tuy nhiên, trong năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, nên hội nghị quán triệt này phải chuyển sang năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các địa phương đơn vị tập trung tổ chức hội nghị quán triệt, hoàn thành trong tháng 6 năm 2022. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật cảnh sát cơ động tại hội trường Quốc hội sáng ngày 26 tháng 5, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về dự án luật này. Theo Chủ nhiệm Lê Tấn Tới, liên quan đến quy định huy động người, phương tiện, thiết bị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý tên điều và nội dung điều luật theo hướng chỉ huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự. Quy định về thẩm quyền huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự cũng được chỉnh lý nhằm bảo đảm các điều kiện để cảnh sát cơ động hoàn thành nhiệm vụ được giao trong các trường hợp cấp bách. Đối với nhiệm vụ tham gia phối hợp phòng chống khắc phục thảm họa thiên tai dịch bệnh, thì việc huy động người, phương tiện, thiết bị sẽ do lực lượng chủ trì quyết định. Dự thảo cũng quy định cụ thể hơn nhiệm vụ chính của cảnh sát cơ động là chống bạo loạn, chống khủng bố. Sửa lại khoản 2 thành sử dụng biện pháp vũ trang là chủ yếu để chống hành vi bạo loạn, khủng bố. Thu hút một số nội dung khoản này xây dựng thành khoản 3 quy định về sử dụng biện pháp vũ trang và các biện pháp công tác khác để thực hiện các nhiệm vụ sau, và bổ sung khoản 4 quy định về xây dựng, huấn luyện, diễn tập phương án để thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này. Theo dự thảo, Bộ trưởng Bộ Công an được giao quy định quy trình xây dựng và thực hiện phương án của cảnh sát cơ động để phù hợp với thực tiễn và thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Sáng ngày 26 tháng 5, Văn phòng Bộ Công Thương thông tin, hiện nay xăng dầu là mặt hàng hết sức quan trọng, thiết yếu, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống của người dân. Hiện cả nước có 38 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, 329 thương nhân phân phối xăng dầu và khoảng gần 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn các hành vi sai phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc điều tiết cung cầu mặt hàng xăng dầu, cần ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cập nhật dữ liệu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên cả nước về nguồn hàng hóa, hệ thống phân phối, địa bàn hoạt động của các doanh nghiệp. Theo Bộ Công Thương, việc xây dựng cơ sở dữ liệu để cập nhật trên ứng dụng phần mềm quản lý mặt hàng xăng dầu cũng cần bảo đảm tuân thủ các quy định về chế độ báo cáo của doanh nghiệp theo các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực xăng dầu và việc bảo mật thông tin kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, hai cơ quan gồm Bộ Công Thương và Bộ Thông tin Truyền thông đã phối hợp xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia. Đến ngày 20 tháng 5 vừa qua, hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành xăng dầu quốc gia giai đoạn 1 đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu đã được vận hành tại địa chỉ http://quản-lý-xăng-dau.moit.gov.vn. Ngày 26 tháng 5, trước số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tiếp tục tăng cao tại nhiều quốc gia trên thế giới, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có công văn gửi các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tăng cường giám sát phòng chống căn bệnh nguy hiểm này. Khi phát hiện, báo cáo ngay Sở Y tế để phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur để chẩn đoán xác định ca bệnh. Theo đó, để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống hạn chế tối đa số mắc và tử vong, Cục Y tế Dự phòng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo việc tăng cường giám sát nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ, gồm Benin, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Ghana, Bờ biển Nga, Liberia, Nigeria, Sierra Leone và Nam Sudan. Theo cập nhật mới nhất từ WHO, từ ca bệnh đầu tiên phát hiện tại Anh ngày 13 tháng 5, tính đến ngày 25 tháng 5, thế giới đã ghi nhận hơn 158 trường hợp mắc bệnh,
117 trường hợp nghi ngờ tại 19 quốc gia và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Các trường hợp mắc bệnh được xác định là bị nhiễm virus đậu mùa khỉ nhánh Tây Phi và có đặc điểm giống virus đậu mùa khỉ lây truyền từ Nigeria sang một số quốc gia năm 2018-2019. WHO dự báo, dịch bệnh đậu mùa khỉ sẽ tiếp tục gia tăng số trường hợp mắc trong thời gian tới. Liên quan đến chỉ đạo khẩn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan dẫn đến một số thiếu sót tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2021-2022, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ báo cáo bằng văn bản gửi về Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục Đào tạo trước ngày 27 tháng 5. Một cán bộ Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một trong những thiếu sót khiến dư luận đang quan tâm là việc mở đề thi trước thời gian cho phép, vi phạm quy định tại điểm D khoản 5, điều 28 quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Lý giải thiếu sót này, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, việc mở túi đề thi sớm hơn thời gian cho phép xảy ra đối với môn thi tiếng Anh. Trước đó, Hội đồng coi thi tại Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 26 thí sinh dự thi, phân bổ ở 3 phòng thi. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh một túi đề thi, thay vì 3 túi đề thi cho 3 phòng. Sau khi bàn bạc, Chủ tịch Hội đồng coi thi và Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi phụ trách chuyên môn tại Thành phố Hồ Chí Minh, không phải cán bộ thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đã thống nhất mở túi đề thi môn tiếng Anh trước thời gian cho phép để kiểm tra và phân chia đề thi cho 3 phòng thi. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục Đào tạo bố trí 100% cán bộ coi thi từ ít nhất 3 đơn vị của các địa phương khác đến làm công tác coi thi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cán bộ Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh không tiếp cận bất kỳ nội dung khâu nào của quá trình coi thi. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc phát hiện mẫu Voltaren 75mg nghi ngờ là thuốc giả. Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị cơ sở phối hợp với cơ quan truyền thông, thông tin tới cơ sở buôn bán, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm Voltaren 75mg Solution Injectable. Thuốc Voltaren 75mg trên 3ml là loại biệt dược thuộc nhóm thuốc giảm đau, điều trị các bệnh xương khớp. Lúc 17h41 phút ngày 25 tháng 5, Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội nhận được tin báo có tai nạn thang máy tại nhà dân ở phố Kim Mã. Thời điểm xảy ra sự cố do trượt cáp trong quá trình sửa chữa thang máy tại công trình. Tòa nhà có 7 tầng. Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an quận Ba Đình đã phát hiện tiếp cận và đưa một nạn nhân trên nóc cabin thang máy ra ngoài và đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện thêm một nạn nhân còn kẹt lại dưới hố bít của thang máy. Theo đó, tại hiện trường, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai sử dụng các dụng cụ phương tiện đặc chủng để nâng cabin thang máy, tạo khoảng không để tiếp cận và đưa nạn nhân ra bên ngoài. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, nạn nhân được đưa ra ngoài. Ngày 26 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã xử phạt tài xế sinh năm 1961, chạy tuyến 81 bến xe Chợ Lớn Lê Minh Xuân về hành vi đi không đúng làn đường quy định và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Trước đó, ngày 23 tháng 5, mạng xã hội đăng clip ghi lại cảnh một xe buýt phóng nhanh chạy sai làn đường và vượt đèn đỏ tại ngay giao lộ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, khi nhiều xe máy đang dừng ngay tại giao lộ thì xe buýt chạy từ phía sau với tốc độ cao vượt lên. Trong ngày 24 tháng 5, tài xế đã tới đội cảnh sát giao thông Phú Lâm để làm việc và thừa nhận lỗi vi phạm của mình. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt ông này với hai lỗi là đi không đúng làn đường quy định và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, tổng mức phạt 10 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã tước giấy phép lái xe 3 tháng.